Hi chị, em được biết là nhóm của chị là nhóm Hạt Nắng từ Houston lên ạ. Chị có thể cho em biết quý danh của chị tên gì ạ? Dạ, em quý danh là Diệu Ngân. Dạ, chị. Dạ em tên Phượng Loan Pháp Giang Chí Minh. Dạ. Hôm nay có duyên từ ở Houston lên đây được dự lễ Du Lan của thầy Thích Thiện Trí. Nhóm Hạt Nắng của chúng em rất là vinh hạnh và rất là hoan hỷ để đến dự lễ Du Lan và ủng hộ thầy. Chị có cảm nghĩ gì trong ngày lễ Vu Lan này không? Dạ, ngày lễ Vu Lan là ngày lễ mà một cái tình cảm thiêng liêng giữa người con thương quý cha mẹ và phải phụng dưỡng cha mẹ lúc cha mẹ còn sống. Dạ. Em thay thế nhóm Hạt Nắng xin gửi lời chào tất cả mọi người và chúc mọi người một cực lễ Vu Lan rất là an lạc. Tụi em rất là được vinh dự từ Houston tới Dallas tham dự lễ Vu Lan của thầy Thiện Trí. Tụi em rất là vui được giúp thầy trong buổi lễ hôm nay. Cảm ơn chị. Mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ấm, nhường con bùi ngọt cay đắng phần mình. Người có thể đi sớm về trưa, buông tảo bán tận, một sương hay nắng, dù phải mồ hôi kiệt sức. Đến khi lớn khôn, cha mẹ lại cho ta đến lớp, người giúp ta tiếp xúc với thầy với bạn, để ta có thể học hỏi được những điều hay lẽ phải từ cuộc sống, hoàn bị cho ta một vốn hành trang vững chãi để ta bước vào đời. Đời bao lo lắng suy tư là mái đầu xanh của người pha sương trắng. Đến một sớm mai nào trong dục nắng bình minh, ta vươn vai lớn lên và trưởng thành chững chạc, ngẩng cao đầu ta hướng về phía trước, từ bỏ mẹ cha để sông rủi tha phương. Ta nghe theo tiếng gọi của lời danh, thắp tùng theo những hội hè của bè bạn, thâu đêm suốt sáng. Rồi có một lúc nào đó, chúng ta chợt bồi hồi, nghĩ tưởng về cha về mẹ, như là mong muốn tìm lại một chút dư âm của người ấy, mong muốn được quay về đoàn tụ với gia đình. Khi đó ta muốn nghe lại những lời dạy bảo, ôn tồn tuy nghiêm khắc nhưng từ ái của cha, muốn được ngủ say giấc bên chất giọng đông đưa với tiếng hát ru à ơi ngọt ngào của mẹ. Nhưng chắc gì ta còn phải cơ hội, vì tuổi xế chiều của mẹ cha ngày càng chồng chất, bóng thời gian dục dục thổi qua mau, mỗi ngày qua con lại thấy ngẩn ngơ. Mẹ ơi, ai níu nổi thời gian, ai níu nổi, con mỗi ngày một lớn khôn thêm, mẹ mỗi ngày thêm già cỗi, cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn. Mất cha mẹ rồi, ngày tháng rất lê thê, trong ảo giác tìm đấu ra thực lượng. Hôm nay mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về, con xin thay mặt những người con hiếu hạnh bày tỏ tấm lòng tri ân và tạ tội đối với hai đấng sinh thành. Nếu ai còn cha còn mẹ, xin bạn hãy vui lên và hãy tự hào rằng mình vẫn còn một vùng trời hạnh phúc lắm bạn ơi. Hãy trân trọng cài lên ngực áo của nhau một đóa hoa hồng, màu hồng của sự thương yêu, như màu máu trong tim mà mẹ cha đã chất cả một đời, hy sinh tất cả cho chúng ta. Màu ấy như nhắc nhở rằng ta phải nhớ về nguồn cội, vì những thâm ân to lớn của mẹ cha ta, ta phải đáp đền. Con chào các bác. Bác cho con biết quý danh của bác. Pháp danh mình là Nguyệt Ngọc. Nguyệt Ngọc, dạ. Bác pháp danh Quảng Cầu. Quảng Cầu. Pháp danh Diệu Lan. Diệu Lan. Bác ơi, bác năm nay bác bao nhiêu tuổi? Bác nay 75 con. 75 là bác ạ. 85. 85 dạ. 66. Dạ. Phật tại tâm, mình kính cha mẹ là mình được tất cả. Nhưng dạ, chúc con là được tâm an lạc và tất cả đều được hỷ xả hết. Dạ. Không chấp gì hết. Dạ. Từ bi hỷ xả là lớn nhất. Dạ. Ok. Dạ con cảm ơn bác. Dạ bác. Cô cũng vậy. Cô cũng chúc cho tất cả mọi người được bình yên, luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ, luôn luôn mỉm cười như em vậy. Cảm ơn các bác.
nay là cái buổi tổ chức của lễ Vu Lan. Thì đây là một cái buổi lễ mà rất là ý nghĩa trong cái đạo Phật của mình. Yeah. Yeah, để tỏ lên cái lòng kính ơn người cha mẹ đã sanh thành. Đây là những cái dịp mà mình trả hiếu cho cha mẹ. Mình rất là hạnh phúc khi còn mẹ. Thì cảm nghĩ của mình trong ngày lễ Vu Lan, mình rất là xúc động để mà nhớ đến người mẹ của mình công sanh thành mình. Yeah. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ về lòng thương. Rồi mai này mẹ biết có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngờ đời mình không lớn khôn lên như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Công ơn cha mẹ từ xưa đã có, thời kỳ Đức Phật trước đó đã có, nhiều dân tộc đã có, nhưng mà thành hệ thống hóa đó, lễ hội như thế nào đó thì chính Đức Phật là người chủ xứ, duyên khởi là mục kiền liên, là người Phật tử nhân rằm tháng 7 đều biết kinh Vu Lan, kinh báo hiếu phụ mẫu ân kinh phan. Những cái lễ hội trên thế giới này đó, có những lễ hội dài trăm năm, có những lễ hội vài ba năm, có những lễ hội kéo dài 1.000 năm. Nhưng mà thầy nghĩ rằng lễ hội Vu Lan báo hiếu kéo dài trên 25 thế kỷ, đó là sự hãnh diện của đạo Phật của chúng ta. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, ngôn từ hiếu là hạnh của Phật. Bởi vì mình là người con Phật phải hiểu chuyện đó. Hàng năm vào cứ ngày rằm tháng 7, chúng ta tổ chức mùa Vu Lan báo hiếu. Nhân chư tăng an cư trong suốt 3 tháng, nhờ năng lực đó mà cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, thất thế, phụ mẫu của chúng ta được siêu sanh tịnh độ. Y như trong kinh Vu Lan đã diễn tả như thế. Một mình ngài Mục Kiền Liên là đại đệ tử của Đức Phật, không thể làm việc đó nổi, phải nhờ chư tăng về thỉnh với lại sư phụ dạy như thế. Thì truyền thống nó thật sự là tốt đẹp của đạo Phật, chúng ta nên duy trì về truyền thống đó không? Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phóng sự ngày lễ Vu Lan của tu viện Phổ Quang. Thi Ngân và anh Đình Nam xin chúc cho quý vị có một ngày thật an lành bên cạnh gia đình, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phóng sự kỳ tới. Thân ái và chào tạm biệt quý vị. Và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần, tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Xem lại chương trình này, xin vào youtube.com/VFTV Dallas 553. Xin bấm vào subscribe để được cập nhật thông tin mới nhất của Vietface TV.